một loạt bài đăng giống nhau với cùng một nội dung, rồi cũng đồng loạt được hạ xuống. Sự việc được các chuyên gia cảnh báo là sử dụng mạng xã hội để lôi kéo các nhà đầu tư, nhất là với những nhà đầu tư mới tham gia thị trường, với những viễn cảnh tươi sáng được vẽ ra. Truyền thông về những sản phẩm tài chính mà họ chỉ nói về lợi tức, nói về những cái mảng sáng, thì đặc tính của một sản phẩm tài chính đó là những cái lợi tức thì bao giờ cũng đi kèm với rủi ro. Mà khi người ta không nói rủi ro mà người ta chỉ nói một vế thì đó là một trong những hành vi được coi là gian lận. Người nổi tiếng nhờ công chúng mà nổi tiếng. Chính vì thế quảng cáo cái gì trước công chúng cũng cần thận trọng, đặc biệt là khi thứ quảng cáo ấy có thể làm rất nhiều người mất trắng. Nhiều nghệ sĩ và khán giả khi đọc được các bài đăng cũng đã thẳng thắn lên tiếng về hành vi quảng cáo một chiều, thiếu hiểu biết về sản phẩm. Không chỉ là quảng cáo, đây còn có thể bị coi là hành vi gian lận thương mại. Cái mà ảnh hưởng của họ tác động đến số đông là có thực. Và Nghị định 38, lĩnh vực xử phạt vi phạm lĩnh vực quảng cáo ấy, thì tới đây có thể đưa ra mức phạt mà cao nhất đến 80 triệu đồng. Khi mà những người nổi tiếng tham gia thuyết phục và khuyến khích để sử dụng một cái hàng hóa dịch vụ gì đó. Thế nên là nếu như trong trường hợp mà người tiêu dùng bị thiệt hại, tùy vào mức độ mình tham gia đưa tin không trung thực với hậu quả thì có thể không loại trừ trách nhiệm hình sự. Với sự ảnh hưởng lớn, việc nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia các hoạt động quảng bá sản phẩm hiện đang rất phổ biến. Tuy nhiên, chưa có trường hợp nào cụ thể bị xử phạt khiến cho việc quảng cáo, quảng bá các sản phẩm, tiền mã hóa nói riêng và các sản phẩm thiếu chất lượng nói chung vẫn đang diễn ra. Dụ ngay nước bên cạnh chúng ta đó là Trung Quốc, họ đưa ra những cảnh báo có những cái chế tài cụ thể. Những cái diễn viên nổi tiếng như là Phạm Băng Băng hay là Triệu Vy đã từng bị phạt rất là nặng, thậm chí là cấm tham gia thị trường chứng khoán trong nhiều năm khi mà đưa các cái thông tin mà gây ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Bên cạnh việc nâng cao cảnh giác với những hình thức quảng bá trên mạng, việc xử lý răn đe là cần thiết để tránh tạo nên tiền lệ xấu cũng như nâng cao ý thức cho nghệ sĩ trong việc sử dụng hình ảnh của mình.